với mình thì GAX chắc chắn mình xin phép dự đoán là chai nước hoa sẽ trở thành quốc dân. Mình nghĩ tầm từ tháng 9 năm tới chắc chắn nó sẽ thành quốc dân. Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh. Và như tiêu đề thì các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy, đó là mình đã tìm ra clone của chai Le Labo GAX 10, một trong những mùi hương mà mình đã chia sẻ ở trên các nền tảng xã hội, hình như là từ năm 2020 gì đó. Đây là chai nước hoa gỗ yêu thích nhất, và nếu như để sau này tôi mua đâu đó một vài chai sử dụng, không còn làm nội dung sáng tạo nữa và chia sẻ review nữa, đây là chai mà tôi sẽ mua chắc là dùng từ giờ đến cuối đời luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn luôn luôn thích nó. Và cái việc mà tôi nghe được có một chai nước hoa clone thì tôi cũng rất là vui, để có thể mang tới cho các bạn một cái lựa chọn ở phân khúc giá rẻ hơn. Đương nhiên rằng sẽ có những cái sự khắt khe, có những cái nhìn nó phải khách quan ở đây để có thể mang tới cho các bạn lựa chọn nào là lựa chọn tốt nhất. Và nếu như mua clone thì các bạn cần phải biết những điều gì. Và ngày hôm nay thì xin phép được làm review về GAX X của Alexandria. Bắt đầu rồi. Trước tiên thì mình muốn các bạn có thể tìm lại cái video mình chia sẻ về GAX 10 Le Labo, thì nó sẽ hiện đâu đó ở trên này để cho các bạn dễ dàng có thể xem được. Đối với cá nhân mình thì từ cái ngày đầu mình trải nghiệm cho đến khi mình sở hữu được GAX 10 và đến thời điểm hiện tại, mình vẫn luôn luôn rất thích nó. Các bạn cũng có thể đi hỏi những cái người mà sưu tầm nước hoa đã từng thử qua GAX 10, họ cũng sẽ gần như rằng cảm thấy hài lòng về chai nước hoa này. Một mùi gỗ GAX mà có thể nói rằng là nó đúng theo cái hơi hướng kiểu thiền tịnh, rất là Tokyo, rất là Nhật Bản, rất là nhẹ nhàng. Tại sao mà mình lại nói rằng là đây là chai nước hoa mà những người yêu nước hoa, những người sưu tầm người ta thích? Vì khi mà người ta là những người sưu tầm rồi, người ta chơi rồi, người ta sẽ có một cái hiểu biết hơn về mùi hương. Và cái phần hiệu năng của GAX 10 nó cũng gắn liền với cái cảm hứng đến từ Tokyo của Le Labo. Nó có lý do, và họ sẽ không yêu cầu rằng mùi này nó phải bám tỏa tốt. Vì đối với cá nhân mình, nếu như chúng ta tìm được một lựa chọn giống GAX 10 mà tỏa tốt hơn, lưu tốt hơn nữa, thì có lẽ mình sẽ cảm thấy rằng nó là một cái sự thừa thãi. Và đối với cá nhân mình thì GAX 10 nó phải có hiệu năng như vậy thì nó mới ngon. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Nếu như bạn đã sử dụng qua, rất mong các bạn có thể feedback một chút về cảm nhận của GAX 10 ở phía dưới nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là GAX X. Về cái phần thiết kế thì nó như bao sản phẩm khác của nhà Alexandria thôi. Một cái chai màu xanh khá là đậm, xanh nước biển đậm. Và toàn bộ thiết kế thì nó giống tất cả những cái sản phẩm khác của nhà Alexandria. Cái duy nhất ở đây chỉ là chữ GAX X. Và chai nước hoa này thì nó được làm riêng cho EAP, một trong những cái đơn vị phân phối Alexandria ở Việt Nam. Cái câu chuyện này nó cũng giống như câu chuyện của Scaletti, một trong những cái mùi trà ngậy khá là hay ho và thú vị thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn rồi. Thế nên là nếu như bạn nào đang lên trên mạng tìm cái thông tin về GAX X ở trên website của Alexandria thì mình đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ không tìm thấy. Đây là một sản phẩm theo như tôi trao đổi với EAP là làm riêng cho thị trường Việt Nam, riêng cho EAP. Nên là chắc chắn là với những người mà hâm mộ thì mình nghĩ rằng là đây là như kiểu một món quà dành cho Việt Nam vậy. Về cái phần vòi xịt của em nó thì vòi xịt của Alexandria thì vẫn vậy thôi. Mình đánh giá là ở mức trung bình. Về thiết kế hộp miếc các thứ thì đây, tôi cũng có cái hộp ở đây. Đây là cái hộp của Alexandria, gần như là mọi sản phẩm nó sẽ đều như vậy. Và chai trên tay mình là chai 100ml. Đánh giá về thiết kế thì chắc là thôi không phải nói vì đánh giá rất là nhiều rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất, đó chính là về phần mùi hương của em nó như thế nào. Những cái trải nghiệm của tôi trên cái GAX 10 tôi sẽ mang qua đây để làm một cái quy chuẩn đánh giá GAX X. Thì khi mà tôi ngửi đầu vòi ấy, tôi phải thốt lên một câu: vãi, giống vãi. Đấy là lúc mà tôi ngửi ở đầu vòi nhá. Vì ở đầu vòi con GAX X này nó giống hệt khi mà các bạn vừa mới xịt GAX 10 ra. Nhưng mà nếu như các bạn ngửi đầu vòi ở GAX 10 thì các bạn nhận thấy là cái mùi gỗ khô nó rõ hơn. Con này thì tôi muốn kể một câu chuyện, đó là tôi lấy con này vào hôm thứ 6. Và hôm đó tôi đi đá bóng thì tôi chưa xịt lên da, tại vì tôi sợ rằng
mùi nó sẽ bị dày quá, nó sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình chơi thể thao của tôi. Nên là tôi xịt lên cái túi Adidas đựng giày của tôi, và mùi ở đấy nó cứ luẩn quẩn ở đấy. Và đến phải một tuần sau khi tôi đi đá bóng lại thì mùi hương của GaiaX nó vẫn lưu ở trên đấy. Chứng tỏ một điều rằng nếu như các bạn xịt lên những cái quần áo hoặc là các bạn xịt lên những cái tờ giấy thì con này nó sẽ lưu hương tốt hơn. Đặc biệt là với những cái chất liệu như kiểu vải thì nó sẽ khá là ok. Thì đấy là cái đánh giá đầu tiên khi tôi chưa xịt lên da nhá. Tiếp theo đó là ngày hôm sau tôi về sắm rửa sạch sẽ, buổi sáng sớm tỉnh dậy, tôi xịt em nó ra và tôi đánh giá, tôi side by side hai mùi với nhau. Thì phải nói một điều rằng có sự khác nhau, nhưng sự khác nhau ở đây là không đáng kể. Và thậm chí rằng đối với cá nhân mình thì cái sự khác nhau ở đây còn là một cái sự khác nhau giúp cho GaiaX của Alexandria tiếp cận số đông nhiều hơn, đặc biệt là các bạn nữ. Con này thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy hai cái mùi hương của hai con nó gần như hoàn toàn giống nhau. Thoáng qua thì các bạn ngửi thấy rằng gần như là một luôn, chắc là tầm 90%. Nhưng nếu như các bạn ngửi kỹ hai mùi hương này trên hai phần mu bàn tay, đây cũng là nơi mà mình test thường xuyên, thì ở GaiaX 10 các bạn sẽ thấy cái vai mùi nó sáng hơn và cảm giác nó ra cái mùi của những cái vỏ gỗ khô nhiều hơn. Thì trải nghiệm ban đầu đó là GaiaX 10 nhiều gỗ hơn so với con GaiaX. Nhưng nếu như các bạn tổng thể các bạn ngửi thì các bạn sẽ thấy hai con có nét tương đồng khá nhiều, phải nói là 90%. Nhưng mà sau khoảng tầm đâu đó 30 phút khi bắt đầu mùi hương ổn định ở trên da thì GaiaX 10 bắt đầu bừng sáng, càng ngày càng sáng hơn. Nhưng đối với GaiaX thì mùi hương lại có xu hướng đi theo cái hướng kiểu xạ sạch, hơi ngọt ngọt một tí. Và ở trên da mình thì nó vẫn lên được cái bay gỗ, nhưng nó sẽ là xạ cùng với gỗ GaiaX. Còn nó sẽ là gỗ GaiaX cùng với xạ bao bọc lấy nhau. Và cái mà các bạn sẽ nhận thấy càng rõ rệt về sau đó là cái cảm giác của xạ. Nhưng cái vai mùi của GaiaX 10 nó vẫn xuyên suốt từ đầu tới cuối ở trong này. Ở GaiaX 10 thì các bạn nhận thấy cái gỗ nó kéo dài rất là rõ rệt, và gần như rằng cái nét xạ nó không quá rõ ràng. Thì đấy là cái điểm khác biệt ở trên da của mình. Còn đối với da các bạn nữ thì con GaiaX này nó sẽ lên nhiều xạ hơn, và lúc này thì nó sẽ là xạ làm chủ đạo. Các bạn có thể hình dung dễ hơn đó là các bạn mix Santo 33 với Another 13, nhưng với tỷ lệ đó là 3 Another 13 một shot của Santo 33. Đấy là trên da của các bạn nữ thì mình ngửi ra cái vai như thế. Và đối với cá nhân mình ấy, thì cái việc mà twist lại cái mùi hương như thế này không đề cao cái nét gỗ nhiều như ở GaiaX 10, nó sẽ làm cho chai nước hoa này có phần unisex nhiều hơn và làm cho cái mùi hương này dễ ngửi và dễ tiếp cận hơn so với con GaiaX 10. GaiaX 10 thì vì thế nó cũng sẽ vẫn có được một cái nét riêng biệt. Và cái mà mình thích ở đây đó chính là GaiaX 10 lên bay gỗ nhiều. Đấy là cái mà mình vẫn kiểu an ủi bản thân, nó cũng clone đấy, nó cũng ngon đấy, nhưng mà nó vẫn có khác, GaiaX 10 của tôi vẫn chất lượng hơn. Trên góc độ là một phiên bản clone thì mình sẽ chỉ đánh giá con này được khoảng tầm 80-85% thôi. Còn trên góc độ chai nước hoa Alexandria GaiaX đứng riêng một mình thì mình có thể khẳng định, và các bạn có thể cáp lại cái đoạn này hoặc là ghi hình cái đoạn này, đó chính là GaiaX của Alexandria mình nghĩ rằng trong 5 năm tới, nếu như nó vẫn tiếp tục sản xuất, thì nó sẽ là chai nước hoa quốc dân ở trên thị trường. Nó sẽ là một lựa chọn gần như rằng chắc là sẽ đập chết hết mọi đối thủ xạ ở cùng phân khúc với nó. Chắc chắn với các bạn luôn. Le Papier của Diptyque không có cửa, vì Le Papier đối với mình thì nó lại có phần nữ quá. GaiaX dù có nhiều xạ nhưng mà vẫn được xuyên suốt cái nét gỗ vẫn hay. Còn đối với những lựa chọn như Silver Mert thì giá thành nó lại bị cao hơn. Nên là với mình thì GaiaX chắc chắn mình xin phép dự đoán là chai nước hoa sẽ trở thành quốc dân. Mình nghĩ tầm từ tháng 9 năm tới chắc chắn nó sẽ thành quốc dân. Chỉ là cái nguồn hàng liệu nó có ổn định hay không thôi. Và có một cái điều nữa rất nhiều bạn hỏi mình, đó là anh ơi tại sao Alex của em nhiều chai em mua nó có hiệu năng tốt nhưng cùng là mã đấy
nhưng hiệu năng của nó lại kém. Thì mình cũng cập nhật một vài thông tin trên những cái trang như là Fragrantica, những cái bình luận ở dưới những chai nước hoa của họ, hoặc là ở trên những cái cộng đồng nước hoa lớn ở trên thế giới. Thì Alexandria đang là một trong những brand được quan tâm rất nhiều, số lượng đặt hàng rất kinh khủng, vì thế thì họ không sản xuất kịp. Câu chuyện này nó cũng giống như câu chuyện của cái thương hiệu One. Đó là cái lô đầu tiên mình thử của One thì nó rất tốt, vì lúc đó thì thương hiệu nó ít biết tới. Sau đó thì One về Việt Nam rộ lên, và với một cái mô hình nhà máy họ chưa sẵn sàng cho cái việc sản xuất số lượng lớn, thì họ không có cái thời gian ủ đủ lâu. Vì thế thì những cái chai của họ, nếu mà các bạn trải nghiệm luôn những cái lô mới, thì cảm giác hiệu năng và sự ổn định của mùi hương chưa có. Cái này thì các bạn có thể hoàn toàn đi hỏi kể cả những người bán, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là người ta bảo là với những chai Alexandria, đặc biệt là với những cái chai lô mới, những sản phẩm đang cháy hàng ở trên thị trường, thì người ta cũng khuyên các bạn là các bạn nên cứ dùng và nó sẽ ổn định sau khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Đây là cái việc như kiểu ủ mùi hương có một cái độ chín tới thì nó sử dụng sẽ là tốt nhất. Hay là nó giống những cái chai Le Labo kiểu pha tay ấy, thì các bạn nhận thấy là một vài nốt hương khác biệt, nhưng mà về lâu về dài nó vẫn giống nhau thôi. Đó, Gas X thì cũng đang khá là cháy hàng, nên là mình nghĩ rằng là cái việc mà các bạn mua để trải nghiệm thì các bạn cũng cần dành cho nó nhiều thời gian hơn. Còn về cái phần hiệu năng thì trên da tôi nhá, cái câu chuyện là lúc ấy xịt lên cái túi giày, túi ba lô Adidas đựng giày chứ không nói rồi, nhưng mà trên da tôi cái Gas X trung bình lưu được khoảng tầm 6 tiếng. Đấy là một cái độ lưu trung bình, dù test rất nhiều lần nó vẫn lưu tầm vậy. Nhưng mùi hương này nó sẽ tỏa nhẹ, các bạn sẽ nhận thấy nó ở phần top nốt khoảng tầm nửa cánh tay, nhưng ngay sau khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng nó sẽ trở thành một mùi skin scent. Đây là signature của Gas 10 chứ không phải là cái lỗi gì cả nhá. Thế là dù các bạn có mong chờ rằng là khi mà nó chín nó sẽ kiểu bung tỏa ngào ngạt thì không. Chai nước hoa này nó chỉ tỏa theo cái hơi hướng rất nhẹ thôi, skin scent thôi, kể cả Gas 10 cũng thế. Nên là các bạn không cần phải lo về cái vấn đề đấy. Và các bạn cũng phải xác định tinh thần luôn, đó là nếu như các bạn tìm một cái mùi bám đoạt tốt và có nghe thấy Gas X, thì các bạn cũng phải xác định rằng là nó sẽ lưu và tỏa như vậy, chứ đừng trông chờ nó nhiều hơn. Các bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề đấy bằng cách là xịt nhiều lên, thế thôi. Trong cái phân khúc khoảng tầm 2,5 triệu, và kể cả ở phân khúc clone từ tháng 7 2024 đổ về trước, mình không biết là từ giờ đến cuối năm mình có được thử thêm những mã nào không, nhưng đối với tôi đây là chai nước hoa đáng mua nhất năm nay. Còn về cái phong cách ăn mặc thì mình nghĩ là các bạn cứ ăn mặc basic cơ bản theo style Hàn Quốc, nhẹ nhàng, cần một cái vai mùi sạch sẽ, có đủ gỗ, nó sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề cho các bạn. Rất đáng mua. Và nếu như các bạn đã từng thử qua thì rất mong các bạn có thể feedback cảm nhận ở bên dưới, và like, share nếu thấy video hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Thơm phải.